mời quý vị cùng chúng tôi chào đón Hoa hậu Mai Phương Thúy. Bên kia đứng cho thấy mình cao hơn hẳn cái người còn lại. Sao chị giả mặt đồ dốc vậy? Ủa dạ. Sao em cứ mặc dạ giống ơi, đồ? Dạ ơi dạ. Anh không nói quá nghe dạ. Em đứng tới vai của Mai Phương Thúy. Một không hề nói quá. Một bộ đồ hai số phận. Ủa cứ hôm nào mà có hoa hậu là chỉ lựa đồ. Ai đưa đồ cho em? Đúng không? Xinh quá. Em vô tình thôi, vô tình thôi. Em không hiểu tại sao là như em với hoa hậu lúc nào cũng có cái chị mối lương duyên. Đúng rồi, mối lương duyên. Thấy sao? Hoa hậu là phiên bản có, đẹp. Còn em là phiên bản lỗi. Thì nắm tay ôm nhau một cái không? Bây giờ là chúng ta sẽ cho Mai Phương Thúy có vài phút để chào quý vị khán giả đi ạ. Xin chào quý vị khán giả. Rất là vui khi mà có mặt ở đây ngày hôm nay. Được chơi cùng với cả rất là nhiều người mà bình thường chỉ ở nhà xem TV với cả hâm mộ thôi ạ. Trời ơi, cảm ơn em rất là nhiều. Bé đã rất là ngại nha mọi người. Bé từ khi vào phim trường cho đến lúc ngồi chờ, đến lúc quay là bé rất là ngại. Không hiểu vì sao em lại ngại như vậy. Em có hội chứng sợ đám đông ạ. Nên là em ra trước đông người thì em hay xấu hổ. Vâng, chứ tính em có xấu hổ đâu. Nhưng thế thì hồi xưa đi thi hoa hậu thì như nào? Hồi đấy là bé quá không biết gì. Chứ biết rồi thì cũng không thi được đâu. Em là bị hội chứng sợ đám đông. Vâng. Còn mấy bé này là bị hội chứng gì em biết không? Đám đông sợ mấy bé. Đám đông sợ mấy bé. Thưa quý vị, là Mai Phương Thúy vào top những người hoa hậu cao nhất Việt Nam đó. Thì hồi nãy bé ngồi tâm sự ngoài với anh, bé nói một câu dễ thương lắm. Kiếp sau chắc em xin được làm người nhỏ bé thôi. Vâng, em muốn ạ. Em có nghĩ điều đó là sai không? Nhìn qua bên phải. Tại vì là cái thời gian mà em cao tầm 1m5, 1m6 ấy, nó ít quá. Thế nó chỉ đoạn cái đoạn mà mình đi học cấp 1 với cả lớp 6, lớp 7 thôi. Được có 2 năm. Lớp 7 mà em dạy rồi hả? Vâng, lớp, trời ơi, lớp 6 em cao 1m6, lớp 7 em cao 1m7. Anh nói dài nhưng mà đứng vô rồi em thua luôn. Sao cho em hỏi? Thế cho nên là năm kiếp sau em muốn nó dài ra một tí ấy, để cảm giác thế nào là một cô gái bé nhỏ ấy ạ. Thế à? Vâng, hồi cấp 3 em mong ước thấp đến mức độ em còn tự đặt biệt danh cho mình là Thúy Lùn. Mấy người lùn thì thích cao, mà mấy người cao thích thấp. Quy luật của vũ trụ là chúng ta thích những thứ chúng ta không có. À, hèn gì giả nó trời sao em đẹp quá nói hoài. Nhưng em nghĩ là chị dạ chắc không thích như em đâu, em cũng hơi biến thái. Biến thái, biến thái. Anh nhìn nhìn đánh quá cảnh. Nhưng mà hôm nay em rất vui em được gặp Lan Ngọc ấy, xinh quá. Thôi bạn mấy em đi. Trời tự nhiên cười kiểu. Bây giờ em khen giùm anh một câu nữa. Dạ. Thì hồi trước đó, hồi trước á, dạ, cách đây mấy tuần thì có bé Tiểu Vi. Vâng. Cũng là hoa hậu. Tiểu Vi đẹp, anh có Tiểu Vi đẹp không? Anh có Tiểu Vi đẹp không? Đấy, đẹp đấy. Sao lại đẹp như thế chứ? Anh nói là, nói gì về chú Tiểu Luật? Vi nói là chú Luật già sang. Thì em có nói câu gì về anh Luật không? Tại vì lỡ là mình nói luôn, bên kia có Ngọc đẹp. Em có thấy mệt mỏi với điều em vừa yêu cầu hả? Em không có gì để nói á. À, em không có gì để nói luôn hả? Không có gì để nói luôn. Hôm nay anh Luật có bộ râu mới mà không có gì để nói thì buồn quá. Nhưng mà cũng đừng nên nói về anh nhiều quá. Hay là nói với anh Luật thì phải hỏi là chị Thu Trang khỏe không? À cũng được tùy. À, gửi lời thăm. Em... Vợ chị anh nhà khỏe. Khỏe không? Vợ anh khỏe lắm. Hồi nãy trong hậu trường Ngọc có nói là Ngọc biết làm việc với em á. Dạ. Ngọc bị hoang mang. Ngọc nói trời ơi Thúy cao lắm anh ơi. Em với chị Dạ mà giờ em cổng chị Dạ chưa chắc cao bằng Thúy. Dạ. Đó cho nên là hôm nay ra thế thì tí nữa Lan Ngọc cổng em mà ngã mà trầy thì anh mua thuốc. Anh mua thuốc. Anh mua thuốc. Hả? Ừ. Rồi dạ. Rất là rất... một câu chuyện rất là dính với nhau luôn á. Em xin lỗi, em xin lỗi em. Em hay nói linh tinh ấy. Không không không, không. Ở cái chương trình này em cứ nói linh tinh đi, người ta cắt hết mà không sao đâu. Vâng em không, tại vì hồi bé người ta không biết em hay nói linh tinh, người ta mới cho em làm hoa hậu. Anh Giang nghe giảm bớt sự bối rối của chị, bây giờ mình chia đội đi anh Giang. Rồi, xin lỗi xin lỗi để em, có em. Người vâng vâng đồng cảm cũng mới khen Trinh một cái bắt đầu bên vực ghê thật. Em nói thật em đi siêu thị em cũng nhìn thấy quảng cáo của Lan Ngọc, em xem phim em cũng thấy quảng cáo của Lan Ngọc. Lan Ngọc nhảy ấy, đẹp hay là đẹp em xem đi xem lại. Em bảo sao diễn viên lại múa đẹp hơn cả nghệ sĩ múa như vậy ấy. Cái bài nhảy vừa rồi gọi là đẹp hả? Em bớt hào phóng lại. Không, em là... nghĩ là em giảm lại rồi, em có khen anh Tuấn Luật Tiến Luật gì đâu. Nói gì vậy? Người ta đang nói là Thúy bớt hào phóng lại. Em nghĩ là em hay khen, nhưng mà ít ra là em... Em nhìn Thúy em thật lòng, thật lòng. Thật lòng nãy giờ đâu có khen lâu, anh Tiến Luật không đâu. Không đi anh. Anh Tiến Luật đâu có gì để khen. Anh ấy tốt tính mà. Anh ấy hỏi thăm em lần trước quay chương trình chung xong về. Anh là người duy nhất nhắn tin hỏi thăm em. Ôi ôi, chương trình gì, chương trình gì.
là chương trình hả? Tiếc là chị Trang nghe vui lắm. Hỏi thăm qua hậu. Chị Trang nghe chắc vui lắm. Có biết không ạ? Biết chứ. Bình thường chứ. Bình thường có gì đâu. Đồng nghiệp với nhau mà. Đồng nghiệp. Có anh không bao giờ hỏi thăm tụi em mà. Đúng rồi. Bây giờ anh nói thăm chưa bao giờ luôn. Thì hôm nay có chị Thúy là tỉa cái hàm ri mép cho kìa, sắc rạc luôn thấy không? Lý do vì sao mình làm cái hàm râu như vậy? Đóng phim. À đang bị kẹt một vai diễn đúng không? Đúng rồi. Đây là một vai đó mà cũng không tử tế đúng không? Đúng rồi. Nghiêm túc ạ. Thì nhìn cái hàm râu tại vì đây là cái mẫu hình trên phim mà quý vị nhìn là biết là đóng cái vai cái loại gì liền. Cái loại gì? Cái loại vai gì tụi đúng em rồi. Đừng có xỉa xói người ta, tụi em chuyên là xỉa xói người khác thôi. Tại sao anh cứ hợp với những cái loại vai như vậy á? Đâu vậy là không coi phim điện ảnh chiến lược đóng rồi. Có em có coi cái rất nhiều cái phim đóng vai người ông đàng hoàng tử tế và chấp nhận hy sinh góc đời bởi vì trốn lao tù dành cho người khác nữa đúng không? Đúng rồi đó, những người bạn thân người ta quan sát cái hành trình trong sự nghiệp của nhau đúng rồi, chứ không phải là chỉ xỉa xói và rải đinh trên hành trình đó. Thì thôi ngày hôm nay có hoa hậu xuất hiện thì chúng ta cũng sẽ chia ngẫu nhiên nha. Bình thường là sẽ cho khách mời chọn. À thế ạ. À, nhưng mà hôm nay thì không, mình ngẫu nhiên cho nó vui. À thế ạ. À, mà tôi thông báo luôn. Nhưng mà thế nếu mà khách mời bình thường được chọn mà hôm nay em không được chọn để góp vui cho chương trình thì em có thể xin phép trước được không? Xin phép trước một điều nhỏ nhỏ được không? Dạ, em thực ra không giỏi mấy trò vận động ấy, em hơi đờ, phản ứng bình thường hơi chậm ấy. Nên là à với lại bé bị cận nha mọi người. Đúng rồi đúng rồi. Bé bị cận nha. Bình thường em đọc comment ở trên YouTube mọi người hay bảo là em không nhiệt tình, nhưng thực ra không phải, là bởi vì em tiếp nhận cho em phản ứng nó bị chậm. Bây giờ anh phân tích nè, nếu về đội của Luật Dinh Dinh là hay thắng. Về đội của Lan Ngọc là bây giờ là hay thua. Không phải là em. Về đội của Ngọc với Ngân ấy kiểu xinh đẹp và dễ thương hay thua cũng được. Ôi trời, bởi vậy có mình chị thôi là thiệt. Chị dạ vâng không được. Không được. Nếu mà thua thì bọn anh có thương bọn em không? Thương, vẫn thương bình thường. Thương chứ. Trời ơi, tụi anh thương dữ lắm. Hồi tới lúc phạt rồi mới thấy tụi anh thương cỡ nào. Thắng là có quà mà thua là bị phạt nha. Phạt ghê lắm chị. Kinh khủng lắm. Nên thôi, anh nghĩ là... Nhưng mà thôi không, em thích về đội mấy em xinh lắm. Ok. Để cho định mệnh quyết định. Sao chị hôm nay ngại ngùng dữ vậy? Sợ quá. Tại nên chị theo phong cách hoa hậu. Giấu vô, giấu vô, giấu vô, giấu vô. Miễn đừng là ngất. Hoàng Ngọc là giấu vô, giấu vô, giấu vô, giấu vô. May mắn của anh là nếu như về đội của em là chị Ngọc hôm nay. Bây giờ người đầu tiên mở là Trương Thế Vinh. Vinh mở Vinh. Đó là con số 1. Ninh Duy là Ngọc. Số 1. Rồi, căng rồi, căng rồi. Rồi. Căng rồi. Tăng trăng. Dạ, số 2 ạ. Số 2. Rồi. Số 2. Rồi, chị gánh tim hả? Số phận sắp đặt rồi. Tiến lên. Rồi, như vậy, hai người còn lại chắc chắn là số 2. Mai Phương Thúy và Lâm Vy Dạ. Dạ, sao mọi người buồn? Có Thúy Lân cũng được, mất Lan Ngọc buồn quá nhưng mà. Ôi trời ơi, con bé nó thẳng. Mất Lan Ngọc buồn quá mà nhờ có Thiên Anh cũng được, không liên quan gì Lan Vy Dạ. Còn em là chị em sinh đôi mà, nếu mà em có gì đấy thì Lan Vy Dạ là chị sẽ tha thứ cho em. Nhưng mà với lực lượng như này thì thưa quý vị là đội Mai Phương Thúy sẽ thua nha mọi người. Ủa sao vậy anh? Em chơi truyền hình em chưa bao giờ thắng á. Cả đời em chỉ một lần giải nhất là được hoa hậu thôi đó. Có trò chơi gì đâu mà quan trọng. Thí dụ mà chơi trí tuệ thì bên đội Thiên Ngân có Thiên Ngân là chủ đạo rồi. Cái vụ con thú mổ dịch mà tôi nhớ tới giờ đó, rất nhiều cái mà để mình gọi là Thiên Ngân là một quyền thoại luôn á, quyền thoại luôn á. Còn nói về tính toán thì có Lan Ngọc bên mình còn gì bằng nữa. Trời ơi, mỗi người gánh một quyền thoại. Không, anh dẫn chương trình thôi, nhưng mà lo anh sẽ giúp đỡ đội của em. Hai bạn còn lại của đội em cũng ngon mà, em yên tâm đi. Vâng, em có chị sinh đôi và em có Thiên Ngân. Để anh kể cho nghe. Thiên Ngân á là thiên về sức mạnh. Lâm Vy Dạ thì giỏi về mấy chuyện mà cho con bú rồi gì này nọ. Anh nhầm rồi, chị Vy Dạ em xem nhiều chương trình của chị rồi, chị giỏi lắm. Không. Anh đừng vậy. Thiệt, Lâm Vy Dạ bị rối loạn tiền đình cấp độ nặng. Nhưng không sao, dù sao cũng là người trong gia đình. Rồi, bảo vệ quá trời. Cùng một đội bảo vệ vậy là tốt. Nếu như mà khách mời người ta muốn có Ngọc về đội, chị sẽ sẵn sàng chị qua đội kế bên. Wow, đấy là anh chị em không muốn ở chung thuyền. Không có phải nghĩa là tại nhận vì... định của Lâm Vy Dạ đội này chắc chắn thua. Không phải tại vì Ngọc rất là chị không thích em à? Không phải tại chị thấy em. Nếu mà chị sang đấy ngay từ đầu là... em thích nếu mà Ngọc. Chị sang đấy là có nghĩa là chị không thích em. Không, chị làm sao mà đây là người em thích mà, còn chúng ta là người trong nhà mà. À, thế thì ổn định đội hình nhé. Dạ. Bên đây có ý kiến gì không ạ? Không, trời ơi, đội hình này ý kiến gì nữa? Sẵn sàng chưa ạ? Sẵn sàng. Thưa quý vị, ngay bây giờ là trò chơi đầu tiên của 7 nụ cười. Sure.